Chào các bạn đã quay lại với kênh Lò Mọ. Clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để thay cái mắt đọc của cái đầu PS2 này. Đây là cái đầu PS2 đời 9X, đời 7X với cả đời 9X thì nó như nhau, mắt nó dùng chung được với nhau. Đây, con này thì hiện tượng của nó bây giờ là mắt đọc nó bị lỗi rồi, nó không đọc được đĩa nữa. Bây giờ mình sẽ làm cái clip để mình hướng dẫn các bạn để thay cái mắt đọc này. Đây thì mình đã mua sẵn cái mắt đọc, cái đầu đọc mới đây. Đây là cái đầu đọc mới, mắt đọc mới nhá. Thì đối với các cái mắt đọc mới này thì thường ở nhà sản xuất đã lock nó lại rồi, chưa mở. Bây giờ mình về mình phải unlock nó bằng cách là đây này. Các bạn để ý này. Đây cái chỗ hàn thiếc này. Bình thường nó sẽ có 3 chân. Bây giờ người ta đã hàn chập cả 3 chân này với nhau rồi. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ nhả cái phần thiếc hàn này ra để là unlock cái mắt này. Rồi cái này để tí mình ấy xong. Bây giờ mình phải tháo cái đầu này ra trước. Tháo thì các bạn lật nó lên phần đít nữa. Cái này cái máy của khách dán băng dính nhỉ. Nó hơi bẩn chút. Đấy. Nó sẽ có 6 con ốc. Thì các bạn nậy các cái nắp nhựa này lên này. Các con ốc nó sẽ nằm ở dưới cái nắp nhựa này. Đấy, bây giờ tháo 6 con ốc này ra. Đấy, sau khi tháo hết ốc thì mình quay ngược nó lại. Và các bạn mở từ phần dưới này lên này. Đấy, mở như thế. Thì đây là bên trong của cái máy. Cái máy đời 9X này là nguồn nó tích hợp bên trong này. Nên các bạn khi mà các bạn làm thì chú ý là cái nguồn này nó vẫn đang có tích điện này. Thì mình cứ bấm vào cái nút start này. Bấm một vài lần để nó xả điện ra, không các bạn chạm vào đây là nó giật đấy. Đây là cái mắt đọc của nó. Thì bây giờ mình sẽ tháo cái mắt đọc này ra và thay cái mắt đọc khác. Thì để tháo thì các bạn tháo hai cái nhựa chỗ này ra, hai đầu của cái trục ấy. Đấy, và gắp cái phần nhựa ra này. Đây là cái phần nhựa nhá. Nhựa để nó đỡ cái trục trượt này. Đấy, và nhấc cái mắt đọc ra. Rút cái trục này ra trước. Sau đó thì mình sẽ phải tháo rời cái mắt đọc khỏi cái cáp. Đây cái cáp này. Thì để tháo được thì các bạn chỗ này nó có một cái lẫy nhựa này, các bạn gật nó lên. Đấy, xong là rút cái cáp ra. Đấy, đây là cái mắt hỏng của cái máy này. Đây còn cái mắt mới đây. Đây các bạn để ý này, cái mắt cũ của người ta đã unlock rồi này. Thì nó không còn cái thiếc, nó hàn chập ba cái chân này, này. Đây. Cái này là lock này, mới này. Và cái này là đã unlock rồi, cái này cũ mà. Đây, bây giờ mình dùng cái màu hàn để nhả cái thiếc này ra thôi. Đấy. Rất dễ. Đây các bạn nhìn này, đấy có thấy ba chân không? Trước kia người ta hàn chụp nó vào để nó lock lại, bây giờ nhả nó ra thì nó sẽ unlock. Tiếp theo thì mình cần phải tháo cái miếng để nó cái dây này, để nó tiếp xúc với cái dây của cái mắt cũ và chuyển sang cái mắt mới. Tháo con ốc này ra thôi, nhấc cái miếng ở lên. Đấy, và lắp vào cái mắt mới.
cái miếng này để nó gắn vào cái trục này, này trục để nó trượt, nó đẩy đi đẩy lại. Rồi bây giờ mình sẽ lắp cái cáp vào. Lắp cáp thì các bạn cũng gật cái lẫy này lên, sau đó nhét cáp vào và khóa nó lại thôi. Rồi sau đó thì lắp cái trục này vào và đặt nó vào. Chú ý ở đây nó có một cái rãnh này, đây có một rãnh để nó ăn với cái rãnh này để nó trượt đi trượt lại, nó không bị lệch ra. Đấy, lắp vào cái nhựa này vào. Đấy, thế là xong rồi. Đấy, chuyển đi chuyển lại. Trường hợp mà các bạn thay cáp xong ấy mà nó vẫn không được ấy. À quên, trường hợp mà thay mắt xong mà nó vẫn không được thì khả năng là do cái cáp này nó đứt. Thì các bạn lại phải thay cái cáp này thôi. Thay cái cáp này cũng đơn giản thôi, nhấc cái này, phần này lên là tháo cáp ra mà thay cái cáp mới. Rồi bây giờ mình sẽ cắm điện để thử nhé. Bạn chú ý là điện 220 đấy. Đấy, bật nguồn đây này. Đấy, và ở đây nó có một cái lẫy này, có một cái công tắc hành trình ấy. Mình ấn nó xuống. Đấy, nhìn cái mắt đọc này. Nó có cái tia đỏ là được. Đó. Rồi, thử nét đĩa vào. À, bây giờ mình mang ra mình cắm vào tivi mình thử coi. Rồi bây giờ mình sẽ thử cho đĩa và xem là có đọc được không nhé. Cắm vào tivi rồi. Quay xa một tí để còn nhìn được tivi. Đĩa này của mình là đĩa chép nhá. Đĩa PET 2013 chép, không phải đĩa. Như thế là đọc được rồi đấy. Đấy, vào được game rồi đấy. Thế là xong rồi. Đấy, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn để thay cái mắt đọc của cái đầu PS2 Slim đời 9X. Đời 7X thì nó cũng tương tự như vậy thôi. Bạn chú ý khi mà mua cái mắt đọc mới về, mình phải unlock nó cái đấy đi. Nhà cái mối hàn ra để unlock cái mắt thì mới chạy được. Cứ nhiều bạn về lắp vào nó không chạy được, cứ tưởng là cái mắt đã hỏng. Nhưng mà mình phải làm cái động tác là unlock cái mắt đấy này, trước khi mà lắp vào.
nếu mà lắp vào mà unlock rồi mà lắp vào vẫn không được thì khả năng là do cái cáp, thì các bạn thay cái cáp, cái cáp nó rẻ thôi, cái cáp của cái mắt. Rồi video bây giờ thì mình sẽ không quay video lắp lại nữa nhé, nó cũng đơn giản thôi. Video của mình hôm nay kết thúc ở đây, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy video hay và bổ ích thì cho mình một like và nhớ đăng ký kênh của mình để được xem những cái video mới hơn của mình nhé. Cảm ơn các bạn.